Vâng, trong khi tiếp cận với vườn cây của công ty nước Nam Sơn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, chúng tôi để ý đến một số những cái bệ thị rất lớn mà các anh đang chăm sóc. Tôi chia sẻ với các bạn ở cái video trước là ngoài cây lấy gỗ, cây ăn quả và những cây hoa là những cái cây rất đặc biệt, những cái bệ rất lớn như những bệ ổi, bệ dưới. Và đây, tiếp tục video này chúng ta thưởng thức bệ thị. Đến giờ phút này thì sau một thời gian đưa về đây, các anh đã bảo dưỡng toàn bộ lọc tay cành của các phía đã lên tốt như thế này. Và từ giờ đến cuối năm các anh sẽ có những cái định hình để vào dây uốn những cái tay theo ý của mình. Trước mắt chúng ta được thưởng thức cái phần bệ của những cái bệ thị lớn như thế này. Như vậy là đến bây giờ là 100% rồi. Kết quả là không phải là năm ăn năm thua như cách đây 4-5 tháng mới mang về nữa. Đến giờ là đã sự sống. Chúng ta có thể một câu quyết định là đã đạt 100%. Và bệ thị bên này cũng vậy. Đúng không anh Thỏa? Đến giờ phút này là đã yên tâm rồi. Không phải như cách đây 4-5 tháng mới đưa một cái bệ cọc thù lù về đây. Cuối nó chưa gốc rồi. Đấy, sau khi đó thì các anh sẽ bỏ cái đai này ra, xối bỏ hết phần cát pha, thì sẽ hở những cái bệ và những cái vẻ rễ đen kín hết tất cả mặt chậu, đẹp tuyệt vời. Đây là bệ thị thứ hai, đó là những cái bệ thị khủng, là những cái cây thị bonsai trong tương lai rất là đẹp và đơm những cái trái thị mùa hè cái chín vàng rực rỡ đi, rất là hấp dẫn. Tất cả những cái tay bông này là các anh đã định hình là để cuối năm tháng 11, tháng 12 thì bắt đầu sẽ những cái nào dùng thì để lại, còn đâu sẽ tỉa bớt và để vào dây uốn thành những cái tay chi theo ý của mình, theo bóng dáng của một tác bệ thị lớn. Như với cái bệ này thì tôi ước tính là đường kính gốc thì vào khoảng độ 1,5 m. Nếu theo cái chiều lớn nhất, chiều bè ra thế này. 1,5 m đến 1,8 m. Đấy, khoảng tầm ấy anh ạ. Nếu mà sau này xối bỏ cái phần cát pha đi thì cái rễ nó còn tràn ra rộng như thế này. Đấy, chúng ta quan sát đẹp chưa? Thật là tuyệt vời. Thôi đậy đậy vào không, nó mình đang trong cái giai đoạn đang chăm sóc. Và bên này là chúng ta thấy có một bệ sung, cũng là những cái bệ sung lớn như vậy. Ngoài những cái bệ thị và sung ra thì những cái cây khế cũng rất lớn mà các anh đã kỳ công mang được về đến đây. Đường kính của một cây khế trước ống kính là vào khoảng độ 45 đến 50 cm, chiều cao vào khoảng độ 7 m đến 8 m, và cây khế đang đeo rất nhiều quả. Đây cũng là những cái tác phẩm khế mà có thể di chuyển và đưa lên chậu một cách rất đơn giản. Quả rất sai trên này. Anh có biết đây là khế chua hay khế cơm không anh Thỏa? À, khế ngọt không? Khế chua. Đây, quả nhúc nháy ở trên này nhiều lắm.
Và ngoài những cây khế, cây thị, cây sung, còn có những cây chay cũng được các anh lai dắt về đây. Là những cái cây chay có cái bóng rất lớn, đường kính gốc toàn là 30-40 cm. Và như tụi tôi được biết thì các anh nói là cái những cái cây chay này đã có từ 2-3 năm nay và đã ra rất nhiều trái rồi. Hai loại, chay đỏ và chay trắng. Đây là cây lớn nhất trong đây, trong cái số những cây chay ở đây. Ngoài ra còn có những cái gốc xoài rất đẹp. Các anh đã tạo thành cái tán thu thấp cái chiều cao của cây, mà để có một cái gốc xoài mà thân nó lại xoắn vặn như thế này. Quá tuyệt vời. Đỗ Sinh chớp một số những hình ảnh ở khu vực dự trữ những cái cây cảnh trong khuôn viên nhà máy nước Nam Sơn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, để các bạn chúng ta cùng nhau thưởng thức. Đỗ Sinh xin chào và hẹn gặp lại.